Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Đoàn Hưng Yên, Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện bơi phòng chống đuối nước và giải bơi vô địch các nhóm tuổi năm 2020. Hơn 400 đoàn viên thanh niên, học sinh được tuyên truyền về lợi ích tác dụng của tập luyện môn bơi và phòng chống đuối nước, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, đồng thời vận động toàn thân, tích cực tập luyện môn bơi để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng chống tai nạn đuối nước. Ngay sau lễ phát động, ban tổ chức đã tổ chức giải bơi vô địch các nhóm tuổi năm 2020 với sự tranh tài của 120 vận động viên đến từ 13 đơn vị thuộc 9 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên thi đấu theo 9 nhóm tuổi cho cả nam và nữ ở hai nội dung bơi ếch và bơi tự do ở các cự ly 25m, 50m, 100m. Chung cuộc, ban tổ chức trao 35 bộ huy chương cho các vận động viên. Tài nhất toàn đoàn thuộc về trường phổ thông đoàn thị điểm Ecopark với 16 huy chương vàng, 10 huy chương bạc, 7 huy chương đồng. Tài nhì thuộc về thị xã Mỹ Hào và tài ba thuộc về thành phố Hưng Yên.